Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình chỉ chuyên nhá, mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ ra rẻ. Thì là ở clip ngày hôm nay thì là ngày 21 tháng 1 năm 2021 và bây giờ thì cũng là 10 giờ tối cho các bạn nhá. Thì là cũng là còn độ là chưa đến 20 ngày nữa thôi, cũng là Tết âm lịch rồi. Thì là mình chúc các bạn là kiếm thật là nhiều tiền và các bạn là mua thật nhiều điện thoại cũ giá rẻ. Thanh lý của các shop thanh lý thì các bạn về để xài sử dụng. Thì là buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa nào sản phẩm bên mình thì các bạn có thể lên YouTube này, các bạn lên YouTube này các bạn nhé. Đây, lên YouTube này các bạn gõ kênh là Triệu Phú TV này. Triệu Phú này, đấy các bạn gõ kênh Triệu Phú TV này. Đây ạ, cái kênh của mình là tất cả là được gì nhỉ, đây kênh mình là được gì nhỉ, gần gì nhỉ, kênh mình đấy nhá, kênh mình được gần 60.000 lượt sắp, à gì nhỉ, gần 56k lượt sắp các bạn nhé. Đấy, rất nhiều thời cũ giá rẻ cho các bạn lựa chọn các bạn nhá. Đấy, thì là sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn là chiếc sản phẩm là con này là LG G7. Thì con này là máy màu mận chín các bạn nhé. Đấy, ngoại hình thì con này máy còn 90/90%. Con này thì là LG G7, thì con máy con này thì là bản Hàn Quốc. Con này là bản Hàn Quốc và máy còn zin áp suất nhá. Ngoại hình thì máy còn 90/90%. Con này thì là máy còn zin áp suất, các bạn đi mưa đi gió thì cực kỳ là yên tâm, vô tư, không phải lo các bạn nhá. Thì là ngoại hình thì là 90. Màn hình con này thì là màn hình của nó là tràn viền. Đấy, màn hình con này là tràn viền. Đấy, màn hình con này là tràn viền 6,1 inch nhá. Độ phân giải của nó là 2K. Đấy, rất là to, rất là bự luôn. Nói chung là LG G7 các bạn dùng cực kỳ là sướng luôn, tại vì cái con bản Hàn này thì nó hỗ trợ cái chip âm thanh loa ngoài, các bạn nghe nhạc cực kỳ là sướng và hay nhé. Đấy, nghe nhạc to sướng rất là hay. Phim thì các bạn có thể xem phim 8K nhé. Đấy, các bạn xem phim 8K thì khỏi phải chê luôn. Đây, các bạn xem phim 8K thì thật với các bạn không phải phải chê luôn. Này, này, cô gái quá là xinh luôn. Các bạn xem phim 8K thì không có độ nghiêng, độ bóng mờ gì các bạn nhé. Đấy, màn hình thì cực kỳ sắc nét và rất đẹp các bạn nhé. Đấy, đấy, nói chung là xem cực kỳ là phê luôn. Đấy, và cấu hình con LG G7 này thì của nhà mình là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB các bạn nhé. Đấy, LG G7 bản Hàn Quốc này thì là bên mình đang bán cho giá là 2.800.000. Bạn nào thích sản phẩm LG G7 thì các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại cho mình nhé, là 1 0996622 1789 này. Đấy, số này thì mình sẽ dùng Zalo các bạn luôn các bạn nhá. Thì là nếu mà các bạn nhắn tin mình qua Zalo mình không trả lời kịp thì mong các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại đặt hàng, và số thứ hai là 0833221789 nhá. Nhà mình thì hai số điện thoại, các bạn gọi số 1 không được thì các bạn thể liên hệ số 2 giúp mình các bạn nhé. Đấy, LG G7 RAM 4, bộ nhớ 64GB, con này thì bên mình đang bán cho giá là 2.800.000. Hình thức mua hàng bên mình rất nhiều hình thức nhá. Thì các bạn nào tin tưởng bên mình rồi ấy, các bạn chuyển khoản trước 100% thì mình sẽ free ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình ấy thì các bạn chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán thì các bạn phải cọc cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm của bạn nhé. Và hình thức cọc thì các bạn có thể là cọc chuyển khoản tài khoản này, Momo này và gì nhỉ, thẻ cạc Viettel các bạn nhé. Bên mình thì được hàng nhàn nhận hàng, được kiểm tra hàng, thanh toán, nên các bạn yên tâm sử dụng ạ. Mua hàng và tất cả sản phẩm bên mình thì cứ lỗ đổ một tuần và bảo hành 6 tháng, nên các bạn yên tâm sử dụng các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình được về là con này, con Samsung Z3 Pro. Đấy, Z3 Pro thì ngoại hình con này thì còn độ 90% các bạn nhé. Đấy, Z3 Pro ngoại hình còn 90%. Thì là con này thì là bản Hàn. À sorry các bạn, con này là bản công ty. Z3 Pro thì là con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Cấu hình là RAM con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB các bạn nhé. Đấy, các bạn mua máy phụ chống cháy rất ok. Đấy, Z3 Pro này. Đấy, Z3 Pro thì con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, Z3 Pro là 1 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, đấy, 1 triệu đồng các bạn nhé. 2 SIM 2 sóng các bạn này, làm một máy phụ nghe gọi rất là ok. Hoặc là các tặng các em nhỏ rất là tuyệt vời các bạn nhé. Z2 Pro đây ạ. 1 triệu đồng cho các bạn nhé. Đấy, và tiếp tục tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được ít SIM Villa vào mạng cả năm. SIM Villa vào mạng cả năm này thì bên mình đang bán cực kỳ chạy, tại vì mình không dạo này mình không bán online mấy, nhưng mình bán hàng ở bán ở cửa hàng cực kỳ là chạy các bạn nhé.
sim villa vào mạng cả năm này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 350k các bạn nhé. Chỉ với giá là 350k các bạn đã sở hữu một sim villa vào mạng cả năm, thì các bạn là gì nhờ, các bạn chỉ mất với giá là 350 thôi, thì các bạn vào mạng cả năm thì các bạn không phải mất tiền nữa nhé, không phát sinh thêm 1.000 nào cho các bạn nhé. Đấy, sim villa vào mạng cả năm thì các bạn không phát sinh thêm 1.000 nào nữa. Nói chung là bán trên mạng cái sim này mình bán cho vui thôi, tại vì lúc mất ship sim thì mất ship sim thì mất mấy chục k tiền ship rồi, thì là gì nhỉ, mấy chục k tiền ship rồi thì là mình cái này mình là không lãi lời bao nhiêu đâu, mình bán cho vui thôi, không lãi lời gì bằng điện thoại đó các bạn nhé. Nói chung là điện thoại thì có đồng nọ đồng kia, chứ còn sim này không có lời đâu nhá. Đấy là các bạn này gặp chẳng may gặp một hai bạn bạn bom cho một cái thế thôi là cái sim mình lỗ chồng thay luôn rồi các bạn nhá. Đấy, sim villa vào mạng cả năm này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 350k, đã chỉ với giá là 350k thì là các bạn đã sở hữu là vào mạng cả năm không phát sinh 1.000 nào, sim villa 4G nhá. Sim này mình bán cực kỳ là chạy ở cửa hàng và trên mạng nhé. Năm ngoái mình bán rất là nhiều luôn. Đấy, bạn nào không đã có điện thoại rồi các bạn phải là mua sim các bạn nhá. Đây ạ. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này, là con gì nhỉ? Đây. Ồ con đây mình sẽ đây, con ABS đi. Đây. Đấy. Buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này, con Samsung Oppo ABS. Đây. Đấy. A3S thì con này là phiên bản của nó là RAM 3GB này. Đấy. A3S nhá, con này là phiên bản là RAM 3GB này. Bộ nhớ trong con này là 32GB các bạn nhá. RAM 3, bộ nhớ trong 32GB. Đấy, màn hình con này A3S này, màn hình của nó là 6 inch, tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Thì là pin con này là pin 4000, hơn 4000 các bạn nhá. Đấy, ngoại hình thì con này còn độ máy còn độ 90% luôn. Đấy. Ngoại hình thì con này còn 90%. Đấy. Con này thì bên mình gì nhỉ, đang bán với giá là 1.700.000 nhé. Con Oppo A3s này thì là 1.700.000. Đấy. 1.700.000, phiên bản của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Con Oppo A3s này nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A3s này các bạn nhận hàng thì sớm nhất nhá. Đấy. Năm 2021 rồi thì các bạn nhà nước và cũng cộng đồng mạng thì ưu tiên các bạn đi mua hàng online, thì vì mua hàng online thì các bạn cứ chọn hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán giúp mình thôi. Nên rất là ok. Đấy, không phải lo gì các bạn nhé. Đấy, ABS này. Đây. 1.700.000 nhá, 32GB các bạn nhá. Đấy, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này, con Samsung Z3 2016. Đấy, Z3 2016 này. Z3 2016 này thì là màn hình con này là màn hình của nó là AMOLED nhá. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 900k. Con Z3 2016 này là 900k cho các bạn nhá. Ngoại hình thì con này còn khá là ok, còn độ 90%. Con Z3 2016 này là 900k cho các bạn nhá. Màn hình con này là màn hình AMOLED này, các bạn sử dụng cực kỳ là tuyệt vời, màn hình nó rất là sáng đẹp nhá. Đấy. Z3 2016 đấy ạ. 9 lít cho anh em nhá. Đấy. Đấy, các bạn mua này là máy phụ nghe gọi rất ok, hoặc tặng ông bà bố mẹ người thân cực kỳ tuyệt vời. Đấy. Hoặc là ví dụ các bạn ở xa ấy mà các bạn muốn mua cho mẹ ở nhà mà gọi Zalo chẳng hạn hay là Facebook chẳng hạn, thì các bạn mua những sản phẩm này về thỉnh thoảng gọi mẹ con gọi cho nhau để đỡ nhớ nhá. 900k các bạn nhé. Đấy. Mẫu giá rẻ nữa thì lại có con này. Con này thì hôm nay nhà mình vừa mới về là con này xong. Con này là con Samsung gì nhỉ, con Oppo. Mình sẽ xem Oppo gì nhá. Giới thiệu điện thoại này. Đấy. Oppo A71. A71 thì con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB. Con Oppo A71 này thì là mình sẽ bán cho mọi người giá là 1.100.000 nhá. Oppo A71 này là 1.100.000 cho anh em. Đấy. Đấy, RAM 2 bộ nhớ trong 16GB, pin thì cũng là hơn 3k các bạn nhá, 1.100.000 thôi. Kênh mình thì rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ. Đấy, cho học sinh sinh viên các bạn nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Oppo Oppo A71 này các bạn nhá, hàng mình được sớm nhất nhá. 1.100.000 cho anh em. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được hai cây, là hai cây S8 nhé. Đấy. Hai cây Samsung S8 nhỏ này. Đây. 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 Hôm nay nhà mình về được hai cây Samsung S8 này. Đấy. Hai cây Samsung S8 nhá. Hai cây Samsung S8 này. Đây ạ, S8 nhà mình thì về được là một chiếc màu xám này và một chiếc màu đen bóng này các bạn nhé. Đấy, một chiếc màu xám và một chiếc màu đen bóng. Đấy. Đây. Đây là khay sim nhá, mình vừa bỏ ra ngoài thôi các bạn nhé. Mình sẽ lắp vào cho nó dễ nhìn thấy.
nó vào cho nhìn nó đỡ dơ thôi. Đây, con S8 thế ạ. Con S8 này thì là của nhà mình, thì là hai con này của nhà mình đều là bản Hàn nhé. Hai con S8 này bản Hàn, hai sim hai sóng. Cầu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình con S8 này, màn hình của nó là tràn viền 5,8 inch, độ phân giải của nó là 2K. Các bạn xem phim 2K, 4K, 8K cực kỳ tuyệt vời. Hai con này của nhà mình thì là màn hình đẹp kem. Đây, hai con này nhà mình đều màn hình đẹp kem. Không ám ồ hay không lưu ảnh gì. S8 nhà mình thì màn hình đẹp kem nhé. Không ám ồ hay không lưu ảnh gì. Đấy. Hai con này thì bên mình đang bán với giá là 3.500.000 nhé. S8 nhỏ này ạ. Màn hình đẹp kem, không ám ồ hay không lưu ảnh hay không đốm gì. Bên mình đang bán giá cho bạn là 3.500.000 nhé. Bạn nào mà vừa vừa khuôn tiền của bạn hơn 3 triệu, các bạn mua S8 thì bạn dùng cực kỳ là sướng. Tại vì cái loa nghe gọi nó rất là phê nhé. Các bạn mà đi ngoài đường ấy, các bạn nghe loa gọi nó rất là phê luôn. Mình khẳng định cho các bạn luôn nhé, con S8 này. Đấy, bản Hàn hay sim hay sóng các bạn nhé. 3.500.000 cho các bạn nhé. Đấy, S8 nhỏ các bạn nhé, rất là ok ạ. Sản phẩm bên mình thì cứ lỗ đổi một tuần thôi, bảo hành 6 tháng nếu bạn yên tâm sử dụng nhé. Đây. Đây là chi tiết địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng cho mình. Đây, hoặc là các bạn có thể là gửi máy qua bên mình để mình bảo hành cho các bạn nhé. Đây địa chỉ thì các bạn nhé, rất là rõ ràng cho các bạn nhé. Đây, và tiếp theo thì nhà mình để về thì con này sẽ là xem cho các bạn nhé. Là con này là con Redmi C2. C2 thì con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình con này là màn hình của nó là tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. RAM con là gì nhỉ? Pin thì là pin 4000, hơn 4000 các bạn nhé. Con C2 này thì mình sẽ cũng bán cho bạn với giá là gì nhỉ? C2 con này thì là 1.500.000 nhé. Con C2 này là 1.500.000 cho bạn. Đấy. Đây, ngoại hình cũng khá là ok, còn độ 90% thôi. Mình sẽ tặng các bạn một cái ốp này luôn các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm của Redmi C2 này, các bạn nhận hàng liền sớm nhất nhé. Đấy. Các bạn mua Redmi C2 series này dùng là cực kỳ là tuyệt vời. Đây. Máy có một chị gái rất là xinh đẹp đấy các bạn nhé. Đấy, rất là sắc. C2 là 1.500.000 nhá. Rất nhiều để phải cũng giá rẻ các bạn nhé. Và sản phẩm ở cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về thì con này là con Samsung. Mình sẽ xem Samsung gì. Mình sẽ xem Samsung gì cho các bạn nhé. Samsung con này là Samsung A7 2018. A7 2018 con này là bản Hàn, một sim. Màn hình con này, màn hình của nó là tràn viền 6 inch. Độ phân giải màn hình của nó là con này là Full HD cộng các bạn nhé. Màn hình của nó là màn hình AMOLED. Con A7 2018 này con này là pin là gần 4000 các bạn nhé. Đấy, A7 2018 bản Hàn một sim thì nó được hỗ trợ là 3 camera cho hình ảnh cực kỳ là sắc nét. Nói chung là con A7 2018 này các bạn dùng nói chung là cũng sướng lắm. Đây, màn hình của nó là màn hình AMOLED, các bạn dùng màn hình cực kỳ là phê luôn các bạn nhé. Con A7 2018 này thì là ngoại hình con này của 90%. Con này thì bên mình đang bán giá là 2.500.000 nhá. Con A7 2018 này 2.500.000 nhá. 2.500.000 cho các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A7 2018 này, các bạn hàng sáng đặt hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, 2.500.000 cho các bạn, màn hình đẹp kem, không ám ố gì các bạn nhá. Đấy. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào ưng nào sản phẩm mình, các bạn thì nhấc máy lên hệ trực tiếp mình đặt hàng. Và bây giờ cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đang xem video mình một buổi tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhé.